Thôi không, tôi cởi con ngựa rồi đó hả? Thôi không, cởi ngựa bị té rồi. Hả? Em mẹ có con à? Mẹ giữ gì đó hả? Ôi vậy đó hả? Trời ơi. Vô nhà banh đi. Ô, gánh nó vô. Gánh nó vô. Gánh vô nổi không? Chừng dừng chút bạn, dừng chút bạn con. Sao bạn đứng đó hả? Con đứng bên đây, con chọi bên đây đi. Nè, con chọi đây nè. Chúng bạn. À kìa, được đổ banh mới nữa, quá trời banh luôn rồi mà kìa, còn đổi banh mới vô nữa kìa. Thầy không để ý chứ đi. Chuột ơi. Mẹ ơi. Ờ lụm lụm vô cho cô đi. Ờ à, đúng rồi, chuột lụm banh rồi. Quá nhờ với trái banh phụ. À đi kiếm trái banh phụ cho cô hả? Đây nè, đây trái nè chuột. Chuột đi kiếm banh bể phụ bỏ vô gỗ cho cô. Đây nè chuột ơi, đây nè con, đây nè. Anh đây nè. Nó không được sao? Đây nè, đây không nè. Bắt con bắt không được rồi. Thôi đừng bắt, bắt chi. Đây nè, cô lụm banh kiếm cho cô đi. Đâu? Lụm banh vô. Đây nè cái giò mẹ nè. Nè, nè cái cháu muốn vô bàn giò mẹ nè, nè nè. Đâu? Nó ừ. Đây nè, dở lên, thấy không? Đâu? Đây nè. Ở đây nè. Nó. Rồi, xong. Đi đi lụm. Quá trời dở. Ờ. Lụm gỗ đưa cho cô đi. Bây giờ chậm mới đến vậy. Rồi chuột kiếm xong chưa? Các bạn kiếm một kiếm hụ banh bể. Đây là chuột ơi, đây trái banh bể nè chuột. Chuột chuột ơi, đây hai trái banh bể nè. Hả? Đây lại đây hai trái banh bể nữa nè. Ủa gì nó? Anh lụm rồi kìa. Vậy con lụm ha, anh lụm. Đây nè, hai lụm hai trái, ba trái luôn nè. Ba trái. Ừ đâu nữa vậy? Đây nè, đây trái nữa nè. Cái trái là ờ đây rồi, rồi đó, đó trái nữa đó. Rồi bên đây trái nữa nè, bên đây trái nữa nè. Nó bên đây trái nữa nè, rồi lụm banh phụ cô đi. Đây màu trắng nè anh. Đây trái sau lưng của anh nữa nè. Sau lưng của anh nữa đó. Ừ nó. Khi đi đây trái này chuột ơi. Chuột rồi đó anh chuột ơi. Chuột ơi đây trái nữa nè chuột, lụm nhanh đi con. Chuột con biết rồi. Con nghĩ là hả, không lụm nữa, đây trái nữa nè. Nghĩ rồi. Đó, đây đổ bình banh mới, banh màu xanh nè chuột ơi. Hả? Giờ cô đổ banh màu xanh. À, đổ banh màu xanh này kìa cả nhà. Đổ rau gì? Mẹ ơi. Ôi, mới đây lên rồi đó hả? Kìa. Lan thử không? Ôi, ôi trời, tôi ôm cái banh, nó ôm cái banh từ đây lên đó luôn đó. Kìa, anh có banh mới chơi rồi kìa. Hai vậy? Hả? Banh vậy? Nó banh mới đó, banh màu xanh đó. Con mới đổ đó, mới đổ một đống banh màu xanh luôn đó. Anh đổ? Ờ, anh đổ hả? Ôi, anh đập chúng đi. Còn nữa. Ở đây nữa nè, đây nữa nè, đây hai ba trái luôn nè. Nè. Anh nói còn nữa nè. Nè, nó rồi lụm banh bỏ vô hư banh. Nè, quá trời banh bể nè, đây nữa nè. Kìa dưới gọn trái nữa kìa. Em đi tìm đây nữa nè anh ơi. Ừ, lụm banh đưa lên cho anh đi. Ở đây hai trái à? Đó, lụm lên. Em đi ra cờ thường đấy. Nhóc luôn đây nè. Đó, đây nè. Mẹ ơi. Ơi. Đây nè. Chuột đi đâu? Mày quá trời màu vàng luôn. Ừ, quá trời màu vàng luôn nè. Nè ơi. Ở đâu? À. Con tới đâu rồi? Rồi, đến lẹ chưa? Mới đây đi rồi. Ôi. Yeah, cái bình mới. Bình mới đâu? Bình mới đây. À, vậy hả? Kìa, kìa, anh sắp đổ nữa kìa. Anh sắp đổ bình mới nữa kìa. Sắp đổ nữa. Ừ. Sắp đổ nữa. Cảm ơn đi, con cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đổ bình mới cho chuột chơi. Anh đổ bình mới cho chuột chơi. Ừ. Nếu mình lụm cho. Sao con lụm cái khác con dành quá à, trời em lụm, con lụm đi, đi lụm đi, lụm lụm phụ đi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi còn thiếu đó nè. Đi lụm rồi nó đi lụm. Gỗ này đầy yeah. Rồi. Ở đây con má, con lá cây nè. Dạ. Này cũng có ba cái luôn nè. Lắc luôn. Ở đây có ba cái nữa nè. Rồi cái này đi, cái này lụm banh rồi cả nhà. Ở đây có ba cái nữa nè. Đây,
tại nó cũ rồi, nó xấu kẹt chuột chuột cái trái giò kìa, màu vàng kìa, thấy chưa? Màu vàng đó, đúng rồi. Rồi đưa em mở vô gỗ cho anh đi. Anh ba trái này chuột ơi, hai ba trái luôn nè chuột. Chuột ơi, hai ba trái luôn nè con chuột. Nè hai ba trái banh nè, lụm nè. Anh